Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại. Địa chỉ là số 6 xẹt 9 đường số 44, phường 14, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha. Số điện thoại của bên mình là 0839 444 400, số thứ hai là 06 con số 8748 nha. Thời gian làm việc là từ 8 giờ 30 sáng nha mọi người. Chính sách bảo hành là 3 tháng một đổi một. Đối với là máy chính hãng nha, còn máy xách tay thì tùy từng máy nha mọi người. À, số tài khoản ngân hàng thì mình có để dưới phần mô tả video luôn. Anh em nào mà ở tỉnh muốn mua điện thoại bên mình thì vui lòng cọc trước cho bên mình trước phí ship nha. Anh em có thể chuyển khoản hoặc là cọc cho mình thẻ cào nha. Bên mình thì bảo hành cho mọi người 3 tháng, phụ kiện đi kèm là cáp sạc có máy có tai nghe và có máy không có nha. Cáp sạc là bên mình là cáp sạc Samsung 15W nha mọi người. Thì hôm nay thì mình có một ít máy giới thiệu tất cả mọi người luôn. Đầu tiên mình giới thiệu máy phun bóp trước nha. Đây là máy new, máy mới nha mọi người, máy mới Samsung A52s 5G, máy mới nha. Con này mua mua ra từ ngày Tết tới giờ chưa có sử dụng nha, chưa được phép bỏ sim vô sử dụng luôn. A52s 5G giá bán của bên mình là 7.550.000. A52s 5G nha, 7.550.000. Con này là con Intel Vision Pro nha, màn hình là 6.5 inch, độ phân giải là HD cộng, đầy đủ phụ kiện luôn, RAM 3, bộ nhớ trong 32GB, giá bán là 1.500.000, đầy đủ phụ kiện, hàng chính hãng, mới mua con tháng à, bảo hành dài lắm. Intel Vision Pro nha, con này máy mua thế động tới 2.2 là nha mọi người, bên mình chỉ bán với giá là 1.500.000 nha. Con này nó mua chưa được chắc tầm được một tháng nha. S21FE 5G máy mới 100% nha, chỉ khui ra thôi chứ cũng chưa có động gì tới luôn nha. Này khui ra thôi chưa có xài luôn nha mọi người, chưa xài luôn. S21FE 5G RAM 8GB, anh em nào xác định mua mấy con này thì mình mua mới bên mình cho nó rẻ nha, mình tiết kiệm được tầm 4 triệu nha mọi người. Giá bán của bên mình là 13 triệu, RAM 8128 nha, máy mới chưa sử dụng, S21FE 5G. Mình có cây sử dụng rồi, bên mình bán với giá là 12 triệu rưỡi, RAM 8128 ghi hết nha. Oppo A95 máy mới chưa sử dụng luôn nha, A95. Giá bán của bên mình là 5 triệu rưỡi nha, Oppo A95 máy mới 5 triệu rưỡi thôi. iPhone 11 nha, con này thì mới mua được hơn một tháng, nó mua ngày 29 Tết nha. Con này nó mua ngày 29 tháng 12 nha mọi người, 29 tháng 12. Còn bảo hành hơn 10 tháng nữa nha, máy thì đẹp lay new, hàng VN, pin còn 100%, full box nha, iPhone 11. Giá bán của bên mình là 11 triệu nha, iPhone 11, 11 triệu, full box hàng VN. Thì mà hàng VN thì mình sẽ được bảo hành chính hãng nha mọi người. Vivo V20 4 triệu tư, RAM 8128, máy đẹp 99 full box nha. 4 triệu tư V20. Màn đẹp không ám ảnh nha. Vivo Y21 3 triệu rưỡi nha, Y21 đây, 3 triệu rưỡi, máy mới chưa sử dụng nha, Y21. Z Flip, con này là Z Flip hàng chính hãng màu gold, bảo hành còn tới tháng 9, cuối tháng 9 nữa nha. Giá bán của bên mình là 9 triệu rưỡi, Galaxy Z Flip full box 9 triệu rưỡi nha, hàng chính hãng vẫn còn bảo hành. Oppo Reno 6 5G nha, full box, con này bên mình bán với giá là 7 triệu 9. Reno 6 5G full box nha, 7 triệu 9. Máy đẹp 98 nha mọi người. Reno 6 5G 7 triệu 850 nghìn thôi, 7850. Reno 6 5G màu đen nha, máy đẹp 98. OnePlus N10 nha, chạy chip Snapdragon là gần là 690 full box, giá là 3850, 3 triệu 850 nha, máy 97% nha. LG V50
TV50 này thì nói chung màn hình nó có một cái chấm sáng nha. Đây, chấm tí đây. 2 triệu rưỡi. Bên bán với giá 2 triệu rưỡi nha, Hiệu TV50. Redmi 10. Con này thì cắn nhẹ xíu. RAM là 6 GB nha. 3.550.000 Redmi 10 nha. RAM 6 GB, 3.550.000. Samsung M32 nha, M32. Mặt lưng thì nó có hơi dăm. Đây, mặt lưng có hơi dăm, M32. Màn OLED rất là đẹp luôn. RAM 8 bộ nhớ trong 128. M32 nha. Bên mình bán với giá là 4 triệu 4, 4 triệu 4 M32. Samsung M51 nha, máy đẹp, còn bảo hành nha. M51. 5 triệu 250 nghìn, 5250 nha, M51, còn bảo hành. Nokia 5.4, 5.4 này thì nó hơi trầy. Giá bán của bên mình là 2 triệu 150 nghìn, 150 nghìn nha. 2 triệu 150 nghìn, 5.4. Samsung A31 máy đẹp nha. 3 triệu 550 nghìn, màu trắng, 3550. Realme 5, con này thì RAM 4 GB nha. 2 triệu 3, Realme 5i, RAM 4 mà như trong 64, 2 triệu 3. Oppo A95 máy đẹp 99, 4 triệu 9. Redmi Note 8 Pro nha. RAM 6 bộ nhớ trong 128 GB. Con này hàng chính hãng nha, Note 8 Pro 6128. Ngoại hình con này nó hơi dăm, mặt lưng hơi trầy. 2 triệu 9 nha, 2 triệu 9 Redmi Note 8 Pro. A12 Samsung. Máy đẹp 98. RAM 4128 nha, 2.950.000. RAM 6128 3.250.000 nha. Mình có hai bảng giá. A52 nha, Galaxy A52. Con này thì máy hơi hơi cắn, hơi trầy xíu nha, hơi trầy. 5 triệu 2 thôi, Samsung A52. Máy hơi trầy tí, trầy viền tí nha mọi người. RAM 8 bộ nhớ 128. Samsung M51 nha, con này nó vỏ nó hơi xấu xíu. 4 triệu 9 M51. Samsung A52s 5G nha, máy đẹp 99. A52s 5G 6 triệu 750 nghìn nha. Mình có màu xanh nữa nha, đẹp 99 lay new hết. Những cái này bảo hành tới tầm tháng 10, tháng 11 nha. A52s 5G. Vivo, con này là con i20s nha. 2 triệu 650 nghìn, nó có hơi trầy tí. RAM 6 GB, i20s 2 triệu 650 nghìn. iPhone XR hàng chính hãng nha, còn bảo hành luôn nha mọi người. Cái này còn bảo hành. Pin còn tới 93 luôn. XR nha. Giá là 7 triệu 7. iPhone XR hàng VN còn bảo hành nha. Cái này là cây Vivo Y21, Y21 nha, máy hơi trầy. 2 triệu 750 nghìn, Y21. 2 triệu 750 nghìn nha. Vivo Y21s nha, con này thì RAM 4 GB 3450,
RAM 6GB thì bên mình bán với giá là 3.650.000 nha. Vivo, con này là con i51 RAM 8GB, máy trầy nhẹ 98 nha. 3.550.000. ROG Phone 3 nha mọi người. Con này thì bên mình hơi trầy. Bên mình bán với giá là 7.400.000 ROG Phone 3 RAM 8/128. iPhone 11 Pro. Máy nguyên zin. Pin 85 256GB nha. 256GB. Giá bán của bên mình là 12.800.000 nha. 12.800.000 256GB. iPhone 11. Pin còn 83 nha, pin còn 83, quốc tế 64GB. Giá bán của bên mình là 9.850.000, máy đẹp 99. Pin còn 86 nha. Con này pin 86. 128GB nha mọi người, pin 86 128GB. Giá là 10.500.000. Mình có con này, pin còn 83, máy đẹp lay new nè, 99 nè. Giá bán của bên mình là 9.850.000. Mình có con này pin 94 nha, pin con này còn 94, pin còn 84, máy cũng đẹp 99 luôn, giá bán là 9.850.000 luôn. Oppo Reno 6Z 5G nha. 5 triệu màu đen, 5.850.000 nha. Reno 6Z 5G màu đen, 5.850.000. Máy đẹp kia. iPhone 11. Con này máy hơi trầy, 256GB. Giá bán là 10.300.000. Pin thì còn 9X luôn nha, pin 9X luôn. 11 Pro, pin 89, máy đẹp 99, giá bán là 12.400.000. 11 Pro Max nha. Đây. Màu xanh, pin 84, giá bán của bên mình là 14.400.000. 64GB nha. Mình có cái cây này màu đen hơi trầy nhẹ tí nha, pin còn tới 91 nè. 64GB. Pin còn 91 nha. Giá bán của bên mình là 14.500.000. Pin Max Arid RAM 6GB 3550. Arid Pro 3850, máy trầy nhẹ 98, Arid Pro nha. Arid Pro máy đẹp 99, 3.900.000. Samsung A52 3.500.000. A52 thì RAM 6GB nha. Reno 6Z 5G. Cái này máy hơi trầy nhẹ, 5.700.000 nha, Reno 6Z 5G. Oppo A93 máy hơi trầy nha. 3.550.000 A93. iPhone 11 bảo hành tới tháng 5 2022 nha. 9.900.000. Máy hơi trầy tí nè, trầy tí thôi, 9.900.000 nha. 11 VN còn bảo hành. Reno 6Z 5G, giá bán của bên mình là 7.650.000 nha, máy đẹp 99, Reno 6Z 5G. Vivo X50 5.400.000. Mi 11 Lite 4G nha. Máy hơi trầy tí, 4.700.000 nha. Xiaomi Redmi 10 RAM 4GB 3 triệu 3 RAM 4 128 3.550.000 và RAM 6 128 3.750 nha. Redmi 10. Vivo Y21S RAM 4GB 3.450 và RAM 6 là 3.650. Vivo V23e 5.150.000. Vinmark Aris nha, RAM 8GB. Oppo Reno 5 máy trầy nhẹ nha, 98, 4.850.000 thôi. Vivo V21 5G 5.400.000. V21 5G nha.
S20 LED 8,2 triệu. Máy đẹp kia. A52S, A52 5G nha mọi người, A52 5G. Máy đẹp nha. Con này bên mình bán với giá là 5 triệu 6 triệu 3 nha, 6 triệu 3. Note 20 Ultra 4G. Máy đẹp còn bảo hành nha, còn bảo hành, máy đẹp 99. Giá bán của bên mình là 14 triệu. 14 triệu nha. Samsung A31 máy hơi chạy 3 triệu rưỡi. A32 Samsung A32 máy hơi trầy, thiếu màu trắng trầy rất là khó thấy luôn, 4 triệu à, 2. Máy 98 Realme 6 Pro 3 triệu 850 nghìn nha. Oppo Reno 3 Pro nha, máy 98 4 triệu 2 Reno 3 Pro. iPhone 7 Plus nha, 128GB 4 triệu 3. Thay pin rồi. Oppo A54 máy đẹp nha, 3 triệu 4. A54 máy đẹp keng. Reno 5 máy đẹp 98, 4 triệu 9. A15S nha, Oppo A15S 2 triệu 9. Mi 10T Pro 5G 128GB máy đẹp 99 nha, 128GB máy đẹp 99, 7 triệu 2. Mình có cây này hơi trầy 6 triệu 9 nha, 256GB. Redmi Note 10 Pro RAM 8GB 5 triệu. Xiaomi Redmi 9C nha, Redmi 9C giá bán của bên mình là 2 triệu 050 nghìn, RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32. Mi Mix 4 13.7. Poco F2 Pro nha, RAM 8, bộ nhớ trong là 256, chip Snapdragon 865, 6 triệu 2. Mi 11 Lite 5G nè nha, Mi 11 Lite 5G nè. Cái này thì bên mình bán với giá là 5 triệu 650 nghìn. 5 triệu 650 nghìn. Còn cái này cái Mi 11 Lite 5G nha, máy nó hơi chạy tí, tầm 97-98% nha mọi người. Giá bán của bên mình là 5 triệu 550 nghìn. Mi 11 Lite 4G nha, 5 triệu. Oppo A74 4 triệu 150 nghìn nha, máy đẹp. A95 giá bán là 4 triệu 9 nha. Con này là con Z Flip 3 256GB 15 triệu. Oppo A54 3 triệu 350, máy đẹp nha. Reno 5 máy đẹp keng, 5 triệu 1. Oppo A91 nha, 3 triệu rưỡi. Oppo Reno 5A 4 triệu rưỡi nha. Con này thì nói chung là RAM 6GB, chạy chip Snap 765 5G nha, 765 nha mọi người. Con này thì nói chung là chiến game thì rất ok, tại chip nó rất là khỏe. Samsung S10 Lite nha, con này màn hình nó lưu ảnh rất là nhẹ thôi, rất là nhẹ luôn, nứt kính rồi nè. Giá chữa cháy cho mọi người thôi, 3 triệu 8. S10 Lite chip Snapdragon 855 nha, nó kính một tí, 3 triệu 8 nha. Realme 8 4 triệu rưỡi. Oppo Reno 6 5G nha, mình có màu đen và màu bạc, 7 triệu 650 nghìn. A52 5G 6 triệu 3 nha. Mi 11T con này thì RAM 8 256 7 triệu 9. Reno 6Z 5G 2 màu, màu bạc 5 triệu 9, màu đen 5 triệu 850 nghìn.
Samsung A12 nha, A12. RAM 4GB 2950, RAM 6GB là 3250 nha. S21 5G, giá bán của bên mình là 10 triệu 4. Note 20 Ultra 4G nha, còn bảo hành tháng 6 luôn, máy đẹp 98 này. Nó hơi bị trầy tí thôi. Nói chung còn đẹp nha mọi người, còn rất là đẹp chứ không có xấu đâu. Giá bán của bên mình là 12 triệu rưỡi thôi. Giá cực kỳ mềm luôn. Note 10 cộng, RAM 12GB, máy đẹp 98, hàng chính hãng nha, 2 SIM. Giá bán của bên mình là 8 triệu rưỡi. Samsung S20 FE 2 SIM. Bên mình bán với giá là 7 triệu 4, một SIM là 7 triệu nha. RAM 6 128GB. S21 cộng 118, máy đẹp 99 nha, S21 cộng. Note 20 Ultra 4G nha, máy đẹp keng 99. 13 triệu 650 nghìn, hết bảo hành nha. Con này là con Note 20 Ultra 4G, máy đẹp 97, 13 triệu thôi. Samsung A72 nha. Giá bán là 256GB, 6 triệu 850 nghìn nha. Mình có hai màu luôn, A72. Hai màu, 6 triệu 850 nghìn nha. 256GB hết. Samsung M21. Vỏ nó hơi trầy tí. Màn OLED nha. 2 triệu 850, 2 triệu 8 nha. 2 triệu 8. Note 10 Lite, máy đẹp 5 triệu 550 nghìn. Samsung Note 10 Lite nha. Nói chung là máy còn rất là đẹp, tầm 98% nha mọi người. S10 Docomo, một SIM, chip Snapdragon 5 triệu 1. Và con này là Note 10, hàng chính hàng sách tay Hàn Quốc nha, chạy chip Exynos 5 triệu 1 luôn, máy đẹp keng. S20 FE, con này là con Note 20 nha, máy đẹp 98, 9 triệu 2, Samsung Note 20. Rồi, hôm nay thì mình có một số ít điện thoại vậy thôi. Anh em nào có nhu cầu mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại cứ liên hệ trực tiếp với bên mình. Địa chỉ, số điện thoại mình có để dưới phần mô tả video nha. Anh em nào coi video cho mình một like, share, chia sẻ, ủng hộ shop mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình ạ.